Em xin chị hãy tin em, thương em. Thôi được rồi, để tối mọi người về rồi tôi tính. Phải tìm một đống hồ sơ trong tủ đây này. Vâng, em biết rồi ạ. Em cảm ơn chị, em đội ơn chị. Anh cứ bình tĩnh, bây giờ để vào việc chính đã. Ừ. Này, bây giờ tôi sẽ hạch toán toàn bộ số tiền mà chi phí cho đám cưới cho bà biết nhé. Một là tiền lễ lạt này, hai là tiền thuê người bê vác, và thứ ba lại là cái tiền tôi đưa sang cho ông bà. Bây giờ tôi sẽ hạch toán tròn là 10 triệu. Ông bà có tiền giả không? Chưa kể cái chuyện con gái ông bà đánh con tôi, thật không có ai ra cái thể thống gì cả. May mà đuổi chứ không thằng bé này tôi sẽ chết luôn. Tôi về rồi đây. Lan, công các bà muốn nói gì thì nói vào mặt tôi, muốn đòi tiền thì đòi tôi đi này, chứ bố mẹ tôi không có tiền. Bình tĩnh này, chính bố mẹ cô nhận tiền dạo ngõ nhé, rồi thống nhất mọi thứ nhé. Tiền bạc thì nó phải song phẳng. Nhưng bố mẹ tôi không có tiền. Cô đi làm đi thì thiếu gì tiền. Ôi. Thôi các người im đi. Tôi sẽ bán cái nhà này để trả cho các người được chưa? Ôi giời ơi, lúc nhận lễ lạt tiền nong thì chả thấy ho, bây giờ còn ho. Đây, mày đừng có xúc phạm bố tôi. Làm sao? Thôi Lan, mày đừng có láo nhá, tao tao vả vỡ mất mày rồi. Bà đánh ai đây à? Bà đánh ai? Bà đánh ai? Này, con này, đừng có láo nhá. Mày láo, bố mẹ mày không dạy được thì để tao dạy nhá. Thôi tôi xin bác. Ông bà bảo tôi láo đúng không? Đúng. Tôi sẽ láo cả thể cho các người xem. Ôi trời ơi, làm cái gì thế? Ôi trời ơi, nó phát sao hết rồi này. Này, ôi Lan, có tính đòi tiền nữa không? Ôi trời ơi, ai đây? Mày đang muốn gì? Ôi Lan ơi, mẹ xin con. Mẹ xin con, tôi xin con, ông bà hãy đi cho con. Trời ơi, tôi xin. Trời ơi, Lan ơi. Bố. Trời ơi, con ơi. Chị Ái, em đây. Tình hình thế nào rồi? Em đến chạy trẻ, nhưng thằng bé lại được nhận nuôi rồi chị ạ. Ừ. Thế bây giờ em tính thế nào? Cũng may là em được một chị tốt bụng cho địa chỉ của người nhận nuôi. Bây giờ em đang đi tìm đây. Ừ, tốt rồi. Mà chị thế nào rồi? Sao nghe giọng chị... Không, chị không sao. Ờ, Quỳnh này, em có tiền không? Cho chị vay tạm 15 triệu. Vừa rồi nhà chị làm đám cưới cũng cạn, mà hàng may thì khách họ chưa trả. Mà không có thì cũng không sao. Có, em có. Để em gửi cho chị nhá. Chị cần tiền để làm gì? Chị muốn dứt điểm với cái lũ khốn nạn. Chứ không, nó cứ làm phiền bố mẹ chị suốt. Hơn nữa, cái Đào nó cũng sắp nhập học rồi, nó cần phải có kinh phí em ạ. Chị trả nợ thì không sao, nhưng mà cái Đào nó cũng là sinh viên rồi, chị phải để nó gánh vác đỡ đần dần đi chứ. Thôi, chị gửi thông tin cho em đi, mai em chuyển tiền cho chị nhá. Ừ, chị sẽ gửi thông tin cho em. Chị sẽ cố gắng trả em sớm. Quỳnh ơi, có tin gì của thằng bé em nhớ báo chị ngay nhá. Vâng ạ. Em nên nhớ, nếu chuyện này mà lộ ra
thì hậu quả với chị rất là ghê gớm đấy. Chị yên tâm, em sẽ không làm ảnh hưởng đến chị vào trung tâm đâu ạ. Mẹ con em đỡ ơn chị rất nhiều. Sắp đến chưa hả em? Sắp đến rồi chị ạ. Đúng đây rồi chị ạ. À chị ơi, cho em xin tiền. Bao nhiêu tiền em nhỉ? 40 chị ạ. Em cầm cả đi. Em xin đấy. Này cháu, cháu hỏi nhà ông Phúc à? Dạ vâng ạ. Bác ơi nhưng mà họ không có nhà ạ. Nhà này người ta đi Nhật từ nửa năm nay rồi. Đi Nhật đấy ạ? Rồi. Thế còn đứa bé ạ? Đi thì đi cả nhà chứ. Bác ơi, bác có biết bao giờ họ về không ạ? Ở bên đấy người ta có nhiều người nhà lắm, có lẽ người ta định cư luôn ở bên đó thôi. À bác ơi, bác có số của họ ở Nhật không ạ? Nhà này ít giao lưu với hàng xóm lắm, tôi không biết đâu. Đủ tiền chưa? Không thiếu một xu. Kinh doanh vốn tự có khác, kiếm nhanh nhỉ? Này, răng giả chồng bây giờ đắt lắm nhá. Có thích đi cả hàm không? Hôn hồn ngậm miệng lại, cầm tiền, rồi cút. Tiền đâu mà cầm? Ký vào đây. Tiền đâu mà ký? Ký xong khắp có tiền. Nghe thật rõ đây. Trong này tôi có ghi, sau khi anh nhận đủ số tiền, tất tần tật những gì liên quan cho tôi với anh coi như chấm dứt. Tôi cũng ghi rõ, nếu như anh còn giở trò gì với tôi sẽ làm tất cả mọi điều mà anh không ngờ tới được đâu. Tiền đây. Lại đây, vào đây. Vào đây anh hỏi tí. Nhờ tí thôi. Đi vào đây. Vào đây. Mạnh dạn lên. Gì mà nhìn bọn anh kỹ thế. Em ơi, giá một lần của em là bao nhiêu? Bao nhiêu hả em? Xem bọn anh có cố được không? Bọn anh hai người thì có được giảm giá không hả em? Khuyến mại nhá. Anh mấy ngày nay ăn hải sản nhiều, đi bách lắm mà. Cái mạnh dạn phát giá đi. Tao nói cho hai thằng mày biết nhá. Bà có là ca ve, có quá lứa lỡ thì không đến lượt hai thằng chúng mày. Ca ve có tư cách của ca ve. Cái loại chúng mày bà khinh, không thèm tiếc. Hôn hồn tránh xa tao ra. Này, con này. Con để láo. Tao tát vỡ mặt bà ra đấy. Mày tát đi.